Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Báo Lao động thông tin, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp. Lúc 7 giờ sáng nay, vị trí vùng áp thấp ở khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc, 116,5-117,5 độ Kinh Đông. Những hình thế này đang gây mưa dông ở vùng biển phía nam của Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày và đêm 23 tháng 9, vùng áp thấp phân tích trên có khả năng mạnh thêm ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết đất liền cũng có những diễn biến đáng chú ý. Sáng sớm 23 tháng 9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 23 tháng 9 đến 8 giờ ngày 23 tháng 9 có nơi trên 45mm như Đắk Bu So, Đắk Nông 47mm, Ka Tum, Tây Ninh 82,6mm, thành phố Bến Tre 75,5mm, Phú Mỹ, Kiên Giang 93,4mm, Phú Tân, Cà Mau 51,2mm. Dự báo chiều và đêm 23 tháng 9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Theo thông tin từ Vietnamnet, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay khu vực ngoài khơi Philippines xuất hiện các điều kiện có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Dự báo trong tuần cuối tháng 9, Biển Đông sẽ có bão áp thấp nhiệt đới hoạt động. Lãnh đạo Trung tâm Dự báo cho biết, theo số liệu phân tích và dự báo khoảng 24 đến 25 tháng 9, khu vực giữa Biển Đông khả năng cao hình thành một vùng áp thấp gây thời tiết xấu. Khoảng ngày 25 đến 26 tháng 9, dự báo vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới bão. Xác suất hình thành này đạt mức 60-70%. Do đó, cảnh báo từ chiều 24 tháng 9 ở khu vực Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa, có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 6, biển động. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng cho biết, hiện tại phía đông miền trung Philippines đang có một ổ mây phát triển bình thường. Ổ mây dông di chuyển theo hai phương, vừa tạo xoáy nhẹ tại chỗ, vừa dịch chuyển theo hướng đông nam sang tây bắc. Và khí áp tại vùng này thấp hơn khu vực lân cận. Với xu hướng này, kết hợp với nhiệt độ bề mặt biển khu vực đông của Philippines và biển đông của Việt Nam đang rất cao, 30-31 độ C, sẽ tạo điều kiện hình thành các áp thấp nhiệt đới và không loại trừ khả năng hình thành bão. Thời tiết trên biển đông của Việt Nam vì thế sẽ có thể có nhiều biến động giai đoạn từ 25 tháng 9 đến cuối tháng 9 và tuần đầu tiên của tháng 10. Ngoài ra hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng 9-12 độ Vĩ Bắc gây mưa dông ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cũng nhận định, trong thời kỳ từ 21 tháng 9 đến 20 tháng 10, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ. Nhận định xa hơn, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3 đến 5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Năm nay, do sự chi phối của điều kiện El Nino nên số lượng cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta ít hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, các cơn bão hoạt động trên Biển Đông đều có quỹ đạo và cường độ rất phức tạp, khó lường. Những cơn bão hình thành trên Biển Đông có những đặc điểm riêng, đường đi rất phức tạp để gây tác hại cho mọi hoạt động trên Biển Đông và vùng đất liền Việt Nam do sự xuất hiện ngay tại những khu vực hoạt động của ngư nghiệp, giao thông gần lãnh hải nước ta hoặc chỉ một thời gian ngắn đã đi vào bờ biển khó cảnh báo trước kịp thời. Mùa bão và áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông thường bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 10. Những năm xuất hiện sớm thì tháng 2 đã có bão và áp thấp nhiệt đới hình thành, những năm muộn có thể kéo dài đến tháng 12, những tháng khác ít thấy bão hình thành.
Vào đầu mùa, bão và áp thấp nhiệt đới thường có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc và Bắc. Khi đổ bộ vào bờ, thường ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Giữa mùa, chúng có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, Tây. Cuối mùa có xu hướng di chuyển theo hướng Tây, Tây Nam. Khi đổ bộ, ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển của Việt Nam. Hiện tượng gió mạnh cùng với mưa lớn trên khắp một vùng rộng trong bão đã khiến cho bão trở thành một thiên tai ghê gớm. Hàng năm, đe dọa sản xuất và đời sống của nhân dân. Trên biển, bão và áp thấp nhiệt đới gây ra sóng lớn, cao, có thể tới 9-10 mét, có khả năng lật úp tàu thuyền. Bão cũng cuốn theo một khối nước khổng lồ làm mực nước biển dâng cao ở vùng trung tâm. Khi bão vào đất liền, nước mặn tràn qua hoặc phá vỡ đê biển làm ngập lụt các vùng ven biển. Mưa trong bão thường gây ra lũ và ngập úng ở nhiều nơi. Tình hình sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng nếu như trong khoảng 1 tuần hay 10 ngày xuất hiện hai cơn bão kế tiếp nhau, cùng đổ bộ vào một khu vực nào đó. Khi đó, đất đai hầu như đã bão hòa nước, mực nước trong sông còn đang ở mức cao, ruộng đồng còn bị ngập úng vì chưa kịp tiêu nước do cơn bão trước. Cơn bão sau đi vào sẽ làm cho mực nước lũ trên các sông dâng cao, nhanh chóng, diện úng ngập trở nên ngày càng mở rộng hơn. Để bà con ngư dân, người đi biển liên tục được cập nhật các thông tin về thời tiết, biển, tình bão, áp thấp, hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam phát tin dự báo thời tiết biển, cảnh báo thiên tai hàng ngày trên tần số 7906 kHz. Trong điều kiện thời tiết bình thường, bản tin được phát 15 phút một phiên, sáng từ 5 giờ 20 phút đến 9 giờ 20 phút, chiều từ 17 giờ 20 phút đến 21 giờ 20 phút. Trong điều kiện thời tiết có bão, gió, áp thấp, hệ thống phát bản tin được phát liên tục 15 phút, phiên 24 trên 24 giờ, đồng thời trên tần số 7906 kHz và trên kênh 16 VHF. Trong trường hợp ngư dân lỡ mất bản tin trước, có thể chờ đến lần phát tiếp theo để nghe lại, nhanh chóng có kế hoạch di chuyển tàu, tránh bão an toàn. Theo các chuyên gia, bão biển luôn tạo ra bởi những cơn gió mạnh theo phương gần như tiếp tuyến với tâm bão theo chiều ngược chiều kim đồng hồ tính từ tâm bão. Do vậy, nếu ngư dân đang ở giữa biển khi thấy có gió mạnh, biết mình đang ở trong vùng ảnh hưởng của bão thì hãy bình tĩnh phân tích. Nếu vị trí đứng cùng chiều với hướng gió bão, xoay lưng về phía hướng gió thì phía cánh tay trái dang ra sẽ là vị trí vùng tâm bão đang hoạt động. Vì vậy tuyệt đối không được cho tàu đi về hướng này vì chắc chắn sẽ đi vào chỗ chết. Khi bạn đã biết được thông tin hướng di chuyển của cơn bão, xác định vị trí tương đối của tàu so với cơn bão, ngư dân hoàn toàn có thể chọn được hướng tối ưu nhất để đưa con tàu của mình thoát ra khỏi cơn bão an toàn. Chẳng hạn nếu nghe đài dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, nhưng sau khi phân tích hướng gió, ngư dân xác định tâm bão đang ở phía đông của con tàu, thì không được chạy tránh bão theo hướng Tây vì cơn bão sẽ đuổi kịp tàu và thiệt hại sẽ nặng nề. Lúc này nên cho thuyền chạy theo hướng Bắc hoặc hướng Nam mới hy vọng tránh được vùng tâm bão. Tuyệt đối không được cho tàu chết về phía tay trái theo hướng gió vì đó là hướng đi của tâm bão. Không nên dùng neo để giữ con tàu chống chọi với sóng to gió lớn vì tàu sẽ bị đứt neo hoặc vỡ dẫn đến chìm tàu. Không cho tàu chạy theo phương vuông góc với hướng gió khi gió quá mạnh vì sóng sẽ đánh vỡ mạn tàu. Thả bớt vật nặng xuống biển để giảm tải trọng của tàu. Còn trên đất liền, người dân nên lưu ý một số nội dung để khi bão vào. Xây dựng các nhà ở kiên cố, thường xuyên trần chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng bão áp thấp nhiệt đới. Khi xây dựng công trình mới, cần tính toán đến khả năng chịu lực của công trình trước, sự tác động của gió bão, áp thấp nhiệt đới. Có kế hoạch trồng cây xanh hợp lý, vừa đảm bảo tạo cảnh quan môi trường sinh thái, vừa đảm bảo chống đỡ được gió bão, áp thấp nhiệt đới. Duy tu, sửa chữa đường dây điện, đường dây viễn thông, hệ thống giao thông, thủy, bộ, kiểm tra và sửa chữa các máy bơm, trạm bơm tiêu, nạo vét kênh mương nhằm đảm bảo an toàn khi có bão. Kiểm tra số lượng tàu thuyền, kiểm tra đăng kiểm ngư trường hoạt động của tàu thuyền, không gia hạn hoạt động các tàu thuyền không đủ điều kiện an toàn. Đối với các tàu thuyền không trang bị đủ các phương tiện an toàn thì buộc chủ tàu thuyền phải trang bị đủ mới được gia hạn hoạt động, mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đi biển, đào tạo thuyền trưởng hạng nhỏ cho ngư dân. Bịt kính cửa và các khe cửa, càng kín gió thì chống bão, áp thấp nhiệt đới càng tốt, vì vậy phải đóng kín cửa để tránh gió thổi tốc vào nhà. Không ra ngoài khi có mưa to gió mạnh để tránh bị cây ngã đổ đè lên người, gió quật ngã hay tôn bay chém vào người. Cần chú ý, khi tâm bão, áp thấp nhiệt đới đến thì gió và mưa ngừng hẳn, trời quang mây tạnh. Nhưng ngay sau đó, gió mưa lại nổi lên với hướng ngược lại. Vì vậy, sau vài giờ bão áp thấp nhiệt đới đi qua mới nên rời khỏi nhà.
nên chủ động sơ tán đến các nhà kiên cố, các công trình công cộng kiên cố như trụ sở, cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để trú ẩn, tuyệt đối không ở lại trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng hải sản. Nếu có đào hầm trú ẩn thì phải nhanh chóng sơ tán xuống hầm. Khi đang trên đường nhanh chóng, chọn một nơi an toàn như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa để trú ẩn, tránh núp dưới bóng cây, nhà tạm bợ, những nơi có nhiều bản hiệu quảng cáo dễ gây tai nạn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.